Chip và các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ đi cắm cờ lên mảnh đất địa đầu Tổ quốc nhé. Đó là Hà Giang phải không? Mình háo hức quá. Đúng rồi đó, mình sẽ đến Hà Giang thăm cột cờ Lũng Cú, cao nguyên Đồng Văn, nắm ruộng lúa bậc thang chín vàng ở Hoàng Su Phi nữa. Tít kể thiếu một trong tứ đại đỉnh đèo rồi đấy, đó là đèo Mã Pí Lèng. Vậy Tít nhường Chip cắm cờ lên Hà Giang nhé. Đồng ý. Tít sẽ hướng dẫn cho mọi người đến với chuyên đề từ đơn, từ phức bằng một trò chơi thú vị. Trò chơi hôm nay là nối từ. Mình sẽ đưa ra một từ chỉ có một tiếng, sau đó cậu sẽ ghép thêm một từ cũng chỉ có một tiếng vào phía sau để có thể tạo thành một từ có hai tiếng ý nghĩa nhé. Dễ ợt. Bắt đầu bằng từ hoa. Tớ có hoa hồng. Hồng hào. Hào phóng. Phóng nhanh. Nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn à? Ôi giời, cậu làm khó tớ hả? Làm gì có từ nào ghép với từ nhẹn mà có nghĩa được. Hay quá, các em biết chơi với tiếng Việt rồi đấy. Cô thấy thắc mắc của Chip rất là hay. Để cô giải thích thêm cho các em nhé. Trong tiếng Việt của chúng mình, các tiếng gộp lại sẽ tạo nên từ, nhưng không phải tiếng nào cũng có nghĩa. Có nhiều cách để phân biệt từ loại trong tiếng Việt, có thể gọi là từ một tiếng, từ nhiều tiếng. Nhưng trong bài học này, tiếng Việt sẽ chia thành hai loại theo cấu tạo, đó là từ đơn và từ phức. Từ đơn là do từ có một tiếng tạo thành, và từ phức là từ có hai tiếng trở lên. Nào, Tít và Chip làm chim sẻ nhặt các từ thành hai loại, từ đơn và từ phức nhé. Học, học hành, chuyển hình cáp, sạch xanh xanh, gió và lạnh. Tít nhặt từ đơn, Chip nhặt từ phức nhé. Chúng em làm xong rồi ạ. Các em giỏi quá. Tít chuyển cho Chip từ học hành, vậy là cả hai bạn sẽ được điểm 10 luôn đấy. Học hành là từ phức. Chúng em hiểu rồi ạ. Cô sẽ sử dụng min map để khái quát bài học của chúng ta ngày hôm nay như sau. Thưa cô, vậy những từ như chuồn chuồn, ba ba, đu đủ sẽ là từ đơn hay từ phức ạ? Tít giỏi quá, đây là những trường hợp đặc biệt với sự lặp lại từ ngữ để gọi tên các sự vật. Chúng được xếp vào loại các từ đơn đa âm tiết. Tít và Chip tìm thêm những từ đơn đa âm tiết đặc biệt như trên nhé. Chip này, tớ thích từ đơn lắm. Chỉ có một tiếng thôi mà gọi lên bao nhiêu sự vật đấy. Vậy chúng ta làm cây từ ngữ đi. Mình sẽ vẽ một cái cây. Thân là chủ đề và các lá trên cây là từ đơn. Hay thế, mình chọn chủ đề ăn nhé. Khiếp, con trai gì mà ham ăn. Tớ chọn chủ đề làm đấy. Các bạn ơi, các bạn hãy chọn chủ đề cho mình và tạo ra cây từ ngữ của riêng mình nhé. Có trò chơi nào hay, các bạn hãy gửi cho chúng mình nhé.